quả chắc chắn. Hôm nay chị anh em đã quay vào đầu tiên. Không giờ Quang mới này ấy mới đến thì bắn công tôi em làm cho nó đầy đủ nha. Chắc là trừ linh nha. Chắc các cái buổi linh nha. Bạn ngồi đúng không? Quay mặt ông nữa. Bạn này. Ôi, ngồi đúng chỗ được mình tái đấy, giờ nó chạy đâu ấy? Tái vậy à? Không, chưa. Bạn không đúng đây. Bạn hai, hai ngồi. Thường là để lại bao bước làm niềm tin thôi, còn về lâu rồi. Bây giờ biết. Bây giờ tôi chúc mừng Mạc Quang đến sau. Chị Nhật Anh. Bạn ơi, có. Bạn trước khi đi uống là tao rồi.